đường của em thì còn được đường là bản thân để mà lo cho mẹ em chứ nè. Tại họ đòi số tiền cái hai stand là quá lớn, thì tới 80 triệu là thì em không có đủ khả năng lo cho mẹ em, tại vì em không có để gì em thì người em thì cũng còn tí để giá trị để bán nữa, thì còn của các bản thân của em thôi. Nhưng mà em lo cho mẹ em vượt qua được bệnh ấy, dù em con người em thì tăng phải em cũng chịu, bất cứ chuyện gì em cũng chịu hết, chấp nhận hết đi nè. Vốn đã thiếu vắng tình thương của ba từ nhỏ, vậy mà giờ đây số phận nghiệt ngã lại đang muốn cướp đi người thân duy nhất của Duy trong cuộc đời này. Mấy ngày nay, Duy đã không thể nào chợp mắt nổi khi bệnh tắc nghẽn mạch vành của mẹ đột ngột chuyển nặng sang suy tim và suy phổi. Túc trực suốt ngày đêm bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt cấp cứu hồi sức khoa tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế, Duy đứng ngồi không yên, như người mất hồn vì quá lo lắng cho bệnh tình nguy kịch của mẹ. Thật sự là nặng đây lên rất là nặng luôn, vì thứ nhất là suy nghĩ em rất là lo về mẹ em là bị nghẹn bạch vành là ba giấy lần, mà mới em thật sự em xoay sở hết sức của em là một được lo được một mẹ em một giấy, nó còn hai giấy rất là nặng, nghẹn tới chín, nghẹn một bên phải là nghẹn tới 95%, nguy cơ bị đứt rất là cao. Giờ cái điều mà em cảm thấy mình lo lắng nhất bây giờ là em không có thể suy nghĩ về sau nữa, để em được mắt của em lo cho mẹ em đến ngày nào hay ngày đó. Mặc dù con sau này đối với em thì không quan tâm nữa, không quan quan trọng đối với em nữa, chỉ quan trọng là lo mẹ em trước nè, trước mắt là lo mẹ em trước, ngày nào hay ngày đó. Nét mặt đầy lo lắng ưu tư và đường buồn của Duy như nói thay cho những bế tắc bất lực của chàng trai trẻ 29 tuổi này. Suốt gần một tháng chạy vầy vay mượn để lo chi phí cho mẹ điều trị tại bệnh viện, giờ đây Duy hoàn toàn tuyệt vọng bởi không còn đồng nào để tiếp tục chạy chữa bệnh cho mẹ. Chiếc xe gắn máy, tài sản duy nhất để Duy chạy Grab hàng đêm, kiếm thêm thu nhập cũng đã mang ra bán lấy tiền nộp viện phí cho mẹ. Những ngày qua khi mẹ nhập viện điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế, bệnh tình ngày một chuyển biến nặng, thì lúc đó em xoay sở như thế nào để lo cho mẹ? Dạ, em vô bệnh viện là họ vẽ quỳ 2 triệu để mà lo cho quỳ 2 triệu đã. Đó, em không có xoay sở được đồng cái đó để tuổi rồi, không có ai xoay sở được hết cả. Em phải cầm cái điện thoại xong 2 triệu điểm rồi sợ không em đi vậy, họ đòi thêm tiền cái stand, em còn phải đi xin người này xin người này ít người nọ ít để mang dồn lên được một ít tiền không bạn thêm cộng thêm bạn thì sẽ mang cậy lại cậy được giờ cậy được hả. Sau khi ba mất vì tai biển cách đây gần 20 năm, mẹ dẫn Duy từ thành phố Hồ Chí Minh trở lại quê nhà. Hai mẹ con thuê được căn phòng trọ nơi gạt xếp ở phường Thuận Lộc, tạm trú mưu sinh với công việc bán vé số dạo. Mẹ và con luôn bên cạnh chăm sóc nhau. Nhưng cuộc sống quá khó khăn. Cách đây 3 tháng, Duy quyết định vào Đà Nẵng tìm việc với hy vọng có thêm thu nhập lo cho mẹ hay ốm đau bệnh tật. Nào ngờ tai họa ập xuống, mẹ bất ngờ phát bệnh nặng. Khi làm ở Đà Nẵng, lúc mà em nghe tin mẹ bị bệnh nặng, lúc đó có tâm trạng suy nghĩ em như thế nào? Khi đang đi làm nửa chừng là mà nghe trong ngoài họ điền ra, họ nói mẹ đi cấp cứu rồi, nói là em phải xin nghỉ bỏ việc nghỉ để mà chạy ra trong bữa ngay nữa, bữa trưa luôn. Em rất là lo và sợ, đến khi lại sợ là mẹ em là đi nặng nữa là em không thể, nhất là mẹ em tình trạng mẹ em lại rất là yếu rồi, em bác sĩ họ nói mẹ em rất là yếu, em là lo là hai nữa tiền bạc em không có để mà lại xoay sở. Thì hoàn cảnh của hai mẹ con rất là đáng thương, cuối cùng không có ai người thân tích trong rửa, như trong tổ những cái cùng nhiều khi có những cái những ngày qua chứ mà tặng thì cũng giúp đỡ cho hai mẹ con của anh chi hết. Suốt mấy ngày nay, Duy vừa lo lắng cho bệnh tình của mẹ ở bệnh viện, vừa phải lo dọn chuyện nhà trọ
khi chủ nhà trọ cũ không cho mẹ con Duy tiếp tục thuê nhà. Bạn bè và hàng xóm chung quanh tận tình giúp đỡ, hỗ trợ, nhưng Duy không còn tâm trạng để làm bất cứ công việc gì. Cái đợt mà em ngồi miền ngoài em bên bệnh viện á, chứng kiến là cái cảnh mà mẹ nằm, nói chung là mẹ mới nóng sống á, mẹ nằm mà mẹ cứ thở vậy, thở mà nói chung là thở không có được, con của mẹ là nước mắt chảy với mẹ, là nói với mẹ một câu là mẹ hãy tỉnh dậy để mà sống với con. Vẫn như chưa mà bác sĩ nói là mẹ thực sự không qua khỏi nữa, công việc tình trạng mẹ rất là xấu rồi, chứ chỉ cần em chỉ cần con mong một điều là sẽ có một phép màu kỳ diệu có thể giúp cho mẹ vượt qua, để có mẹ có một số tiền chữa bệnh để mẹ vượt qua được căn bệnh này. Con còn Duy là rất là tội, một mẹ một con, không bà không con ai, thì tại sống đi bán vé số, hai mẹ còn vừa thân nhau mà sống cũng có, đến khi đau xuống nó có một đồng để bao về mà, cho nên thằng xóm chị cũng chỉ con chị cúp giúp xin người ít để vào viện, nhưng mà tình trạng của mẹ của Duy thì quá nặng ấy, họ không thể giúp một số tiền để mà chữa khỏi bệnh được, cho nên chị giúp được phần nào hay phần đó. Thì năm nay thì cũng lớn tuổi và em là trước đây cũng có bệnh nữa, nên mình thấy thì hoàn cảnh rất là khó. Ở nhà thì nhà thuê và bảo vệ số thì chứng bị đau á, nhưng mình thương tâm nhưng mà mình chẳng giúp được cái gì, chẳng có là miếng cơm miếng canh khi ó đói, hoặc là mình giúp đỡ khi nói chung là một chút tình cảm vậy, đó là khi ốm mi vậy thôi, chứ còn thật sự ra mình cũng không có số tiền nhiều để mà giúp ó. Ba mẹ chỉ có duy nhất một mình Duy. Và giờ đây Duy chỉ còn duy nhất một mình mẹ. Lớn lên trong vòng tay yêu thương tảo tần của mẹ, chưa bao giờ Duy nghĩ đến một ngày sẽ không còn mẹ trên cõi đời này. Đối với Duy, mẹ là người quan trọng nhất, là tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời. Bây giờ cái điều mà mẹ mong muốn nhất hiện tại là gì? Nhà cho mẹ được nóng, có số tiền để nóng cho mẹ, hay bên cái nóng xây bên phải để bên trái để cho mẹ máu lành ạ. Em bị mỡ vậy đó. Tại vì em không còn con đường nào để mà xoay sở vay mượn ai được như này. Tại vì em đã vay ba người nào vay mượn được, em đã vay mượn hết sức rồi. Họ cũng đã cho hết rồi. Dạ. Cho dù em biết mà em nóng cũng chết, mà nóng cũng qua đời, mà không nóng cũng qua đời là thì nhiễm một bộ phận của em thì em phải bắt buộc cho dù điện hơi thở của con em phải xoay sở, cho dù sau này mẹ mà nghĩ mà có chết đi em không hối hận suốt cuộc đời em ạ. Hiểu được cái hoàn cảnh của em bây giờ là đang chăm mẹ trên bệnh viện, không tiền bạc để chi phí điều trị nữa. Thì bây giờ chương trình sẽ trao những món quà để kịp thời hỗ trợ để cho em tiếp tục để chăm mẹ trên bệnh viện và nộp chi phí điều trị cho mẹ. Và trước hết xin mời đại diện của Niệm Phật Đường Từ Đàm. Và tiếp theo xin mời cô Tủy, đại diện cho Hội Nữ Nhân Nghĩa Tình, có món quà gửi đến cho Dì Hương và em Duy. Việc hoàn thành của con để có một số tiền 24 triệu để lo cho mẹ để chú đạo con hết. Xin cảm ơn cô. Số tiền hơn 24 triệu đồng này có rất nhiều sự ủng hộ hỗ trợ của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đó là món quà 1 triệu đồng của công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế. Còn đây là món quà 1 triệu đồng của quỹ từ thiện Tuấn Thuần. 1 triệu đồng cũng là món quà của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phổ Quân. Công ty du lịch Huế Vacation cũng ủng hộ cho gia đình là 1 triệu đồng. Và còn đây là món quà 1 triệu đồng của công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế. Và còn đây nữa là 25 kg gạo của bà Hoàng Công Quang ở làng Vân Thê, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy,
chương trình chuyển đến cho hai mẹ con. Ngay lúc này thì chị rất muốn biết cái cảm xúc và suy nghĩ của em lúc này khi đón nhận sự hỗ trợ của rất nhiều nhà hảo tâm. Dạ, em cảm ơn các nhà hảo tâm và em đã lo cho mẹ em, giúp cho mẹ em trong hoàn cảnh khó khăn. Em sẽ cảm ơn. Mong là em sẽ cố gắng để mà lo cho mẹ nhiều hơn, chuẩn nỗ lực chăm sóc mẹ để mẹ mau bình phục. Dạ. Quý vị và các bạn có thể tiếp tục ủng hộ đến cho gia đình của Di Hương và em Duy ở xưởng nhà trọ 284 đường Nguyễn Trãi hoặc liên hệ trực tiếp với chương trình Nội nhịp nghệ tinh phòng thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế, số 58 đường Hùng Vương, thành phố Huế. Chứng kiến mẹ trong tình trạng hôn mê, sự sống lúc này chỉ còn nhờ vào chiếc máy trợ thở. Phần làm con, Duy xót xa đến nhói lòng. Trong tâm trí rối bời lúc này của Duy, chỉ có duy nhất một suy nghĩ là làm cách nào để có thể kiếm tiền cho mẹ tiếp tục điều trị. Nếu lúc này mẹ có thể thoát khỏi cơn nguy kịch, Duy sẽ chấp nhận tất cả, kể cả đánh đổi sức khỏe và cả tính mạng của chính mình.